Hôm nay ngày 26 tháng 3, lực lượng đã tìm kiếm 11 nạn nhân sạt lở đất tại Thủy Điện Rào Trang 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã huy động thêm phương tiện để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả. Trong ngày thứ hai tìm kiếm, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm tại khu vực bãi bồi của sông Rào Trăng, trong đó tập trung đào bới sâu ở các khu vực bãi bồi và đào xung quanh các khu vực lân cận các vị trí có khả năng có thi thể bị nước cuốn vào theo hình thức cuốn chiếu. Mỗi khi phát hiện có vật dụng sinh hoạt của công nhân, lực lượng tìm kiếm đã cho dừng máy xúc để chuyển sang đào bới thủ công nhưng đến cuối ngày vẫn chưa tìm thấy được người nào. Dự kiến ngày 27 tháng 3, các lực lượng sẽ tổ chức đắp đê quai, nắn dòng chảy mới sông Rào Trăng để tiến hành tìm kiếm các vị trí dưới lòng sông. Bên cạnh đó, cùng với lực lượng thủy lợi, lắp đặt hệ thống bơm nước công suất lớn để bảo đảm cho công tác tìm kiếm được thuận lợi nhất.